mới ăn xong. Cái nữa đi. Không, nó rồi, nó rồi, mập rồi. Nhưng mà anh thấy bây giờ phải đi mà. Giờ người ta đang chào mừng, hello, xin chào này kia. Đang chào mừng hát. Lần em mà lúc mà em làm thì đông hơn. Đây là lần đầu tiên em đi luôn á. Đi bên nè, chờ nó. Quả quả hai đều qua Việt Nam khỏi sáng luôn rồi. Quảng cáo bia, lần này là quảng cáo bia. Nếu mà hôm nay mình gặp nhau ở đây thì em tên là Mạc Chu. Đúng rồi. Đúng không? Khá nguy hiểm. Người giải vây là Thanh Bình. Người huấn luyện viên mới tập dạy phải không? Tương đối điềm tĩnh. Là người Hàn Quốc. Tới từ hàng phòng ngự của Hội đồng Việt Nam. Cùng vừa có trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia thì Hùng Ngô Kiên đạt được Hàn Quốc. Hùng Ngô Kiên, Thanh Bình, Hùng Ngô Kiên, quan văn chuẩn. Hùng Ngô Kiên mới vừa Malaysia sau 2 trận. Nhưng mà bây giờ Thái chưa. Vẫn còn làm. Nhưng mà làm đội khác. Bà Căng Sơn là quốc tế thôi. Giỏi quá ta. Nam đã nhập cuộc tương đối tự tin và chủ động. Chúng em nghĩ hôm nay ai thắng? Đang. Anh hỏi như vậy sao? Em hồi đó Malaysia thấy chứ là em không ra khỏi đây luôn. Thì chắc chắn thì Nam thắng rồi. Lần trước Nam cũng thắng. Mấy điểm? Cầu thủ một sản phẩm của lò Hà Nội. Trong đội ra sân thì còn có Việt Anh và Tiến Long. Là một gương mặt khác của câu lạc bộ Hà Nội. Bóng trở lại với Việt Nam. Rất tốt, như Mạnh Phúc. Cú dứt điểm này của Điền Mạnh Dũng không vào. Một tình huống bỏ trôi hậu vệ đối phương và Điền Mạnh Dũng đã đưa ra một lựa chọn cực kỳ táo bạo. Đó là pha bóng rất nguy hiểm với Thành Nhân. Đương nhiên là phải có những lời nhắc nhở tới từ trọng tài chính ông Dylan Pereira. Nhưng mà mấy người Malaysia cao to cực kỳ nguy hiểm tới từ cầu thủ vào số 2. Cũng nói đến có thể chạm được bóng trước hay không nhưng thì xứng đáng phải nhận một chiếc thẻ. Đi coi đá banh ngồi kế Lily muốn ngồi sao á. Nói nhiều. Tội nghiệp Việt Nam mà ông nhắc ông về phải về ăn nhiều vô. Muhammad Umar Hakim của UEFA Malaysia vẫn đang bị đau. Thẻ đỏ là thẻ gì anh? Thẻ đỏ là thẻ gì hả? Thẻ đỏ. Em không biết hả? Có thể hình tương đối tốt. Đến chiều cao 1m8 rồi. Phạm lỗi nặng. Ủa vậy hả? À đúng rồi. Thẻ trắng là thẻ gì? Xử lý cái phần hơi nhẹ tay. Ăn một cốc và hai quả bóng đá từ Jordan Dajim, câu lạc bộ nổi tiếng nhất của bóng đá Malaysia. Còn có 5.000 đủ không? Ghê quá trời. Ly 25.000. Và thời tiết vẫn đang rất nắng nóng ở tại Tashkent. Chúng ta cũng đã thấy những dấu hiệu của việc mà số 19 đang quá chói khiến cho anh phán đoán sai điểm rơi bóng và đang gián tiếp gây ra một chấn thương cho cầu thủ này. Và xử lý hơi thiếu ý đồ của đội trưởng bên phía quân Malaysia Mukhari. Chúng ta sẽ kiểu quay rốt. Vẫn đang là cao thủ UEFA Việt Nam. Nhịp xử lý bóng đơn độc nhưng rất ấn tượng tới từ Nhật Mạnh Dũng. Tuấn Tài. Sẽ điểm. Không thành công. Cú đá đầu tiên. Bóng bóng đến với vị trí của Dũng Quang Nhỏ. Thanh Nhân đúng không? Một quả tạt có thể nói là đạt đẳng cấp. Ngoài ra còn có cả Hải Long nữa. Thứ 36. VAR đã xác định không có lỗi việt vị của cầu thủ ở Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc cũng đang đá hả? Ừ. Giống nhau luôn. Ừ. U23 luôn đó. Có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng những cơ hội đang đến liên tục với Nhâm
chọn vị trí của cầu thủ áo số 18. Nhưng trước đó liệu đã có một tình huống để bóng chạm tay hay chưa? Kiểm tra bằng TV. Xử lý bóng cực kỳ kỹ thuật đến từ xung quanh nhỏ. Kiểm tra lại. Coi ai đúng ai sai hả? Cùng chờ vào quyết định của trọng tài liệu. Để xem lại tình huống này. Và bây giờ là quyết định cuối cùng. Lúc nãy nó 2-0 hay 2-1 ta? 2-0.